quá giang à? Ôi dồi, ngã người đấy. Bữa ôi ôi ôi. Đây đang không sợ đâu. Chỉ hết cả cổ. Cứ bật áp luôn đi. Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Đấy nhờ. Đúng quét này. Có mặt tại nhà anh Thảo. Ui ui, đổ tường đấy. Hả? Nùng lắm. Quả giang này còn tăng. Có gì sao chúng bò chúng đợi này. Chị giang ấy, giang ấy rơi đầu á. Cứ để ông ấy cho cái này xuống đã. Thành ạ, từ từ ạ. Tí chuyển xong. À đấy được, du mạnh tuần là sau. Được rồi, thả xuống đi. Trước đi. Không thả luôn rơi cũng được. Ờ cho thả rơi luôn được. Ờ. Đấy. Vừa đẹp. Này chắc ngày xưa bạch đàn xoắn lắm. Bây giờ còn hai cây này. Còn hai cây gốc này máy nó gạt không à. Được, cây đó được. Cái góc kia máy nó gạt xong nó phủ tràn lại như nào rồi. Cái này thì nó lưới nó gầy gầy cái cây. Bây giờ máy là kia đổ thật cái số là đúng rồi. Bình nhấc đầy ấy thành ạ. Nó có ít một rồi. Chị gái của anh Tuân và anh Thảo. Chị gái cả anh nhờ. Gái cả. Nhà bạn Lý. Ok. Đẹp đẹp đấy, cái này phải lặng đấy, cây đấy. Kia. Không thì gọi thêm người. Gãy lưng đấy. Hai người. Ông nặng để anh Khánh, anh xuống anh Khánh cho. Nặng đấy. Ôi giời. Anh Khánh cứ đỡ hộ chị con gái chị sao mà khỏe được. Đỡ hộ chị cái. Sức con trai với con gái nó khác hoàn toàn nhau. Ôi giời, có đinh à? Mối nhà ông Thảo này mối sống hết này các bạn. Đây à, đây chỗ này nứt này. Chỗ này mối nó cắn nứt toác ở dưới này này. Các bác hôm nay nhìn nắng nó xuyên vào các bác nhìn rõ. Nứt toác ở trên kia luôn. Chứ sập lúc nào. Vách này là vách nhà anh Tuân ở bên đấy. Chuột nó chạy qua lỗ này suốt. Xuyên qua hai nhà. Nhà ông Tuân với ông Thảo này một nhà nói, hai nhà nghe thấy. Tối trẻ con nó khóc thì nhà ông Thảo nghe hết. Ôi. Thành có lô gì đây? Lô cơm, gà. Gà nuôi chưa?
ăn được đấy, ý nhử cho trời tối. Gà này chỉ bắt ở chợ đúng không? Gà này mà ninh nhừ nó không ra gì đâu. Nó phải như gà mình nuôi nó dài ngày đâu. Gà này mát mà view mát tuyệt vời. Đó. Hơn điều hòa. À, đội thợ của anh Trung đang tiến hành chát nốt những cái phần còn lại đấy, trong cái ngôi nhà của anh Tuân đấy. Các bạn thấy xem là nó đã hiện lên một cái khung ngôi nhà rất là vuông vắn đẹp cho nhà anh Tuân sử dụng. Món quà của cô Thúy Hằng bên nước Mỹ đấy, cộng với các mạnh thường quân giúp đỡ cho nhà anh Tuân chị Máy có một ngôi nhà đẹp như thế này. Đó, anh Tuân anh vừa đáp, à, anh Trung vừa đáp được cái gờ cửa. Cửa sổ. Kỹ thuật. Đó, chào anh Tuân. Làm gì? Biết dây điện này gì? Dây điện qua đấy. Bây giờ nó khô để ông chăn ngon rồi. Ai ai đồng hộ đây? Chú họ chú ruột. Chú ruột à? Nhà đâu? Ngoài. Nhà ngoài kia. À thế. À? Mình ông Tị phục vụ chung thợ xây. Nay trong làng có đám cưới. Mấy anh em thợ là nghỉ cưới. Mấy ông làm. Chào ông Hiền nhá, chào các bác nhá. Vâng. À, chào anh. Đẹp đấy. Chắc chắn. Đây là đổ hết. Tôn ép bắn. Đây đầu này nhà bít đâu? Đầu này nhà bít đâu? Chỗ này anh bỏ đi rồi cái gì? Ở đâu? Anh để những ổ nào? Ổ đây đây rồi. Còn cái kia? Chỉ lắp quân mà thôi, không ngoài nữa. Thế còn ngoài này có lắp không? Có, có một cái ở hình nhà này. Ngoài này á? Nhưng mà đang đi đấu gì đâu? À? Đang đi đấu gì đâu? Ví dụ mình ấy để tối trước em tối mình bắt nhé. Ừ, nhưng mà đã thi đấu đâu? À, ừ, chưa đấu. Thì... Bao giờ mình đấu? Ừ, hôm nào mình đấu. Ừ. Nó đấu. Đáng cái này ông cắm tủ lạnh ông chả có để ổ nào ở đây. Bất hợp lý chưa? Đúng không? Đây. Để ông... Đáng cái tủ lạnh như kia phải cho ráp, ổ để ráp trong kia. Dây thì anh cắm này nòng nòng thòng thòng đấy. Trong này giã bao nhiêu ổ? Anh đi mua cái nắp này chưa? Hả? Đi mua đi xem là tiền nào nào. Hết bao tiền? Bà con đang máy lúa gặt nốt. Máy bằng kia zoom xa quá, zoom tận mặt luôn. Đấy. Zoom cực xa. Zoom mình tận trên đường là được. Đấy. Chợ lúa.
Không cạnh quê hương, quanh nhà anh Tuân. Làm đoạn đường kẽ, hai đường kẽ trên và dưới. Làm cái đoạn này kỳ công phết. Chan sàn. Tuần mới mua chó con mà ngó hiểu. Úi dồi, thằng Bình An phải đứng đây. Anh Tuân ơi, anh Tuân ra rửa đít cho thằng Bình An này này. Bập phết này. Tránh xa mình ra bạn. Ôi à, bạn to vết này. Đầm ghê không. Con chó nhanh được cái đấy. Hả? Chó được cái. Được à? Sao mua con cái mà nó đẻ? Được đẻ cho gì? Lưỡi. Nay Thành thể hiện tiếp, thể hiện tài năng nấu nướng của mình. Thấu đấy. Đấy, ngon đấy. Hấp dẫn đấy. Gần rồi. Giòn giòn. Chặt kiểu chặt xương. Quả đường đấy. Đó là của Ba Vương ấy. Đó là của Ba Vương ấy. Mày chỉ với cái mâm này em. Đây ông răng yếu nha, anh vất đoạn đoạn sơ sật đấy nhỉ. Bằng ngộ mà. Ôi. Ờ, hấp dẫn đấy. Ừ. Rô phi. Ừ. Phi dưa. Xấu, dám làm xấu đã. Có xấu này. Đó. Xấu là chua chua.
được rồi, được rồi. Được. Nhà em Thành. Còn khúc nào nữa không? Còn bát lấy bát nữa, cho ba bát. Cho ba bát, đúng ba góc. Đông người. Dưới còn anh còn sao bát sau anh có còn nữa không? Có. Đó anh xem nào. Thức bát thì nhiều bát thì ít. Cũng nát hết rồi. Xấu nó là to. Nhiều cây thì to loành. Được, cho nước này nó ok. À. Ông Tuân chưa sang, ông Tuân đang... Vào Tiên ơi. Vào đâu vậy? Vào đây. Tiên đấy không ăn cơm à? Vào Tiên vào đi. À, gọi vào đây. Con nó tím. Mời cũng được gì? Đây đây. Đây đây. Nhà ngồi đây. Ừ. Cứ nó vào vào đây. Vào đây ngồi đây nè. À đây. Mấy cả vào đây ha. Đây, vỏ hiếu đây. Chén này. Nó vừa uống này. Chết chưa? Sao ăn đi con? Ăn nè. Ăn ăn đi, không không chị Thành đây. Thành mình hiểu không? Rõ cho chị, rõ cho chị. Đưa góc cho chị. Đi ra, dậy, về. Mẹ.
Có ăn không? Có ăn không? Ăn không để có ăn. Ăn để đi dạy. Đi dạy đi chơi nhá. Đi ăn nhá. Cho miếng thịt. Cho miếng gà rộng. Thế đi dạy đi. Cho miếng thịt gà rộng. Đi sang đây chơi mình. Cậy cậy nó cho miếng thịt nó chán. Vâng. Vâng. Vâng vâng vâng. Chú với lại mấy anh cũng giờ nhá. Cảm ơn các bạn tôi nhá. Vâng. Mời bà nhé, mời các chú nhé. Vâng, vâng, bà dùng đi. Thế chị ấy không vào ăn à? Chị Hương. Cái tiền ông ăn à? Hả? Ru em ngủ không? Ừ, ok. Ăn đi anh em ơi, anh Thảo nấu cơm đi. Cơm ăn đi, con ăn đi. Uống thì ăn thôi. Vâng. Là muốn uống với anh thì là không gì. Uống thì ăn lâu lắm nhỉ. Anh chả muốn đâu. Không miếng nữa. Nó say không bú. Đây là cu của chị đây á? Con rồi chị á? À. Hơn 2 tuổi. Hơn 2 tuổi à? À. Hiếu rất thích chén chân cánh các kiểu. À, thằng này rất thích món cổ cánh. Vương anh vừa chạy ra ngoài. Anh đi. Ngồi vợ đơm rồi chạy lên đấy. Hoàng Hiền đang quay về các bạn. Và các bác sẽ đón xem các cái video tiếp theo trong cái chương trình làm đẹp ngôi nhà của anh Thảo cũng như hoàn thiện ngôi nhà anh Tuân. Các bà con nghèo khác trên kênh YouTube của Hoàng Hiền trong thời gian tiếp theo giúp đỡ bà con thay đổi cuộc sống. Hoàng Hiền kết thúc cái video này ở đây các bác nhé. Xin chào các bạn.